đội Đường Xu ra chiến đấu với đội Gạch Giá nha. Cái anh ngồi trước là Du đang lái xe, còn người còn tiếp cái bên là Bách Ba, bên đây cái đầu lú lú lên là anh Giang, còn đây là anh Tướng Em thứ bảy, thì là anh Năm Hảo, còn đây là anh Vinh Quang Tính. Còn cái thằng đang nói chuyện là ai là cả nhà biết rồi đó. Bây giờ mình đã tới Gạch Sỏi rồi cả nhà ơi, sắp sửa đi tới cái điểm hẹn rồi, chuẩn bị lên cầu Gạch Sỏi. Trần Quang Khải tới cổng Tam Quan, bên phải là Lạc Hồng, rẽ phải đi hướng Lạc Hồng. Đây là chùa Lấn Cát, Láng Cát chứ không phải Lấn Cát. Dọc bên đường có quán cà phê Cá Coi. Là mình đang chạy trên đường Xuyên Á, đi một đoạn thì sẽ tới Phú Điền. Tới rồi cả nhà ơi. Có đường xuống không? Thôi đi bộ vô. Đó đây nè. Đó dạ cầu có chỗ đó đập cặp vô. Lục bình đầy xong luôn. Đó hả? Không biết đậu chỗ nào đây. Đậu chỗ nào? Cặp đây thôi. Cao quá. Ok. Đây là cây trứng cá nè cả nhà. Cái trái trứng cá nó còn sống gì nè. Ăn còn sống thì mình ăn nó chắc chát, mà nó chín rồi ăn nó thơm, nó ngọt ngọt. Nó thì không có vị chua đó. Bẻ một nhành cây trứng cá. Không thấy trái nào chín hết trơn, để mình bẻ mình ăn thử. Ở trên là cây cầu Xuyên Á. Hiện tại bây giờ là đang đợi người ra rước vào trong kia, cách đây khoảng chừng 200m, nhưng mà không có đi bộ vô vì ở đây còn có bia này nọ nữa. Con sông đầy lục bình cả nhà thấy không, có cháu nó gà nó chở nè, hai đứa cháu ở đây. Ảnh không biết đường, ảnh đi lum hết trơn. Có người ta gặp người ta rước trở lại đó cái nhà. Dạ. Cả nhà ơi, hello vậy thôi. Hello. Em bia uống chứ chi chạy.
bị lộn đường. Không, tại em học lẹ lắm, bị em đủ vô mà bắt đi vô ra, giờ bị đủ ra phải mang đi ra chứ. Alo anh ba, có ai nhận ra cây này là cây gì không? Cây này là cây ngò gai. Ngò gai đó nó mọc lên vậy đó, là người ta gọi là ngò gai đó, tại cái này nó đâm đâm cũng đau đau này cả nhà. Đó, mọc tốt chứ sợ luôn, thấy mê không? Nhiều lắm á, dọc dọc theo đây nhóc hết trơn. Còn phía dưới kia là rau ngổ. Rau ngổ người ta hái thu hoạch, người ta bán đó, thì người ta đậy lên gì cho nó trắng màu đó cả nhà. Khi chùm lại cái nó mắc ánh nắng mặt trời chút xíu cái nó màu nó trắng. Ở dưới có mấy cái con bùa tọt nó kêu kìa. À, cho cả nhà xem cây này là cây cốc thái, trái nhóc hết trơn, cốc thái không thấy lá mà trái còn. Cốc này nó không có chua nghe cả nhà. Ở đằng kia là có cái võng đông đưa, anh Giang anh đang nằm dưới cái gốc xài. Bây giờ con đi cặp bên hông nhà đi ra sao chơi. Con chào bác gái. Hello. Dạ, bác gái khỏe không? Khỏe ha. Dạ. Bác gái đang làm mồi hả? Đang mồi mai cho ăn cơm. Ăn cơm. Cua xào mặn. Dạ. Ồ, phía sau đang làm mồi nè. Thùng ốc, thùng cá gì kìa đó. Ốc cá gì chuẩn bị sẵn nhóc hết trơn rồi nè. Hello, chị ba. Chị ba đang ngồi rửa chén hay gì đây? Rửa chén. Đây là thùng cá đang ướp lạnh, đem vô ướp lạnh chưa có tháo ra. Cá biển tươi lắm á. Rồi cái này chắc là chị Thu nè, chứ không ai hết trơn á. Ngó sang chuẩn bị đem về hành lý về bển nè, nhìn thấy là biết rồi. Khô tùm lum hết trơn luôn. Đâu rồi, cà phê đủ thứ hết, me gì lum hết, tiêu, đậu quá trời luôn. Khô này là khô nhà làm này nha. Khô cá đuối mà con nhỏ nhỏ đó ăn ngon lắm. Khô mình tự làm á nó ngon lắm. Mua ở ngoài thì nó tẩm tùm lum hết, trời bánh tráng vô tùm lum hết trơn. Rồi có dẹp nữa. Đủ thứ hết trơn luôn. Vậy Thu đang chuẩn bị hành lý 2-3 ngày nữa bắt đầu lên Sài Gòn rồi. Cái đó gì vô cái? Thử coi. Chảy hay gì? Đó có đồ chai xương sườn non á. À, giòn giòn thơm. Được không? Nhậu được không? Cũng được á. Đây, qua ly chuẩn bị sẵn luôn rồi nè. Để lên coi rồi mình được mấy ký. Dưới ghi là mình được 65 ký. Gì 65 dữ vậy? Dạ. Nè, đợi tiếng coi đó. 65 á. Coi. Hôm Tết đi biển vô là ai đi biển vô vậy bác em? Thằng thứ năm. Với thằng cháu con của Dượng Ba nó đó. Dạ. Với Dượng Ba nó đồ. Nhìn thấy hàm ha, cái này là mình thường thường ở ngoài biển mình tự làm, là mình nhúng nước biển cái bắt đầu mình phơi ha, không có ướp gì hết trơn luôn á. Mà ăn nó ngon lắm. Thôi con thằng đi phía trước. Mực ốp sẵn luôn rồi nè. Để đây nè, chuẩn bị là bắt đầu là lên sòng á. Chân mà nó yếu rồi, không có thiếu. Vì nó thiếu, nó thiếu sức. Đi biển mang cá về quá trời nhiều luôn, cá tươi luôn. Đường chỗ. Bên đây đang nhốn nháo nướng tiếp nữa nè. Còn nướng cá. Hai ba vô. Đây món cua, món lẩu. Lại cái ông giống như ông luật sư vậy đó. Tại tôi sao ông tin mình, ông chứng cho mình chỉ. Rồi phải ra má rồi đó, thấy ra má là thấy phải. Cậu Nam ơi, cậu Nam.
Bơi sao hôm qua con Nam ơi. Kêu lớn lớn chú ổng mới nghe. Hả? Muốn không kêu đi. Kêu làm gì? Lấy cái lò hát karaoke hả? Thùng này nhỏ quá hả? À. Ê, thùng nhỏ nhỏ hát nghe em hả? Chủ yếu là hát thôi. Đó là anh vào rồi, ngày mai lên Sài Gòn rồi, bắt đầu tới 12 là bắt đầu bay rồi ha. 10 tây bay chứ. 10 tây hả? 12 là về tới bển, 11 thì về tới bển. 11 về tới bển, vậy tôi tưởng đâu là đi tới 12 tây bay. 12 tây là chủ nhật. 13 là vô làm lại rồi đó. Dạ. Hello Hoàng. Ở đây hôm đài cũng thấy khổ. Đó, cá nướng nè, thơm với sao luôn. Hồi nãy màu nó đỏ đỏ, bây giờ sao nó trắng hết rồi. Chua chứ. Đó. Tươi luôn. Đã không? Nó quay bánh, quay cá mà đừng quay người. Quay người cho nó đẹp chút nữa. Chị hai đẹp mà. Đó, thấy nó dòm cho con mắt cho cháu không? Về bên nội khó kêu hơn về bên ngoại. Bên nội thì chú rồi bác rồi cậu ý rồi cô. Còn bên ngoại chỉ có gì với cậu thôi. Vô đây. Con đó mà không biết kêu rồi. Đó rồi. Cái lớn thì ba mình thì nhóc ba mổ hơn. Chắc biết rồi ha, biết coi chắc có gặp rồi ha. Hả? Bên ngoại cậu nhỏ có, cậu lớn có. Cũng cậu, kêu cậu. Nè. Đây là bên ba để của chú ba đây. Chú ba là em của ba em. Ba em thứ hai, ổng thứ ba nè. Để thứ năm. Đây đem cái lo lại chuẩn bị lát nữa hát nữa. Chơi màn ảnh luôn đi. Bước lại bước chân, ra nhập tập tiền ra liền. Trong chỗ cái sớm trời mặn. Giả luôn mà nó làm. Mực này ngon lắm á. Mực này ăn nhỏ luôn. Đó nó cái nguyên con mực nó nhỏ xíu vậy nè, giống như cái nấm vậy đó. Ăn ngon lắm. Thơm lắm. Trời nó thơm vậy sao luôn, ngon lắm. Nó béo. Tìm dĩa mực này nữa là mực này ngon lắm. Bạn nào dùng. Mực tươi không đó. Về đây mà không ăn được là... Anh vào về đây có ăn thịt chuột chưa? Chuột ăn đâu ngon bằng thịt rắn. Vậy hả? Tôi có ăn thịt chuột thịt rắn ăn hết rồi đó. Tôi vừa tiếp giao cho mấy ông mà bán ông hải sản đó. Chưa nhậu đã rồi, nhậu xong bể lên cho rồi cho con coi. Chị hai quay mặt lên nè. Ngày mai em đi biệt nhớ tên em gọi về. Nhanh mới này tháng. Vô chứ Nam ơi. 200 vậy đó. Làm gì tới? Độ đâu luôn. Biết là gì tới. Nhưng mà lúc tới mình đi cái trường lên nó cái đây là mấy anh em đang bàn về cái vụ mà tính chia tiền trúng số. 100 là 10. Không? Mới đi câu cá hôm nay mua quà chứ. Mua quà vậy sao mà tao.